thôi. Được. Ba con của chú chuyện này. Ba con cá lóc khủng luôn nha cô chú anh chị mình. Nằm dưới ghe luôn nha. Chào các chú anh chị quay trở lại kênh YouTube Dương nha. Thì sáng hôm nay Dương lại tiếp tục video là đi thăm lờ nữa nha cô chú anh chị. Thì hiện tại thì trời khoảng 4 giờ mấy sáng thì Dương đang có mặt tại khu Long Thành. Thì Dương để đi thăm lờ thì Dương sẽ quay cái tiếp tục cái clip đi thăm lờ để cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì cô chú anh chị mình theo Dương để trải nghiệm thăm lờ nha. Dạ, đầu này thì nó cạn nè, hướng gạch nè. Đầu này nó sâu nè, mà vô con cá lóc nha, nè. Quẩy dữ vậy. Đây, con cá lóc nè. Đặt đây là chủ là đợi trời mưa lên á. Thì cá sẽ chạy nha. Tại đây giờ là nước nó cạn lắm. Đợi trời mưa lên thôi. Đây ta. Rồi. Phi vô nó chết xịn chưa? Quá trời con phi à. Con nó vô sống nè. Lét cái lợn luôn nè. Cái lợn mình đặt sao xịt lét gì được. Đặt cái lợn xẹt một cái vô nữa nè. Này chưa kỳ quá. Lép là mình luôn vô cái vô nha. Thì mấy cái là đầu của mình bị thâm hết à. Mình giờ mấy cái này bị đạp xẹp luôn mà bị thâm luôn mà chắc là buổi trước thâm á. Cái nè. Nó cái lời này còn nguyên nè, không ai phá nè. Ôi. Ôi. Ba con của chú tiện nè. Ba con cá lóc nha. Nó ai phá ba con luôn ha. Bự chẳng luôn. Mấy cái loại này không ai phá cá dữ lắm. Đây, con người tao phá đó. Mà cá nó bị tao bắt. Lỡ đạp cái lời của mình. Thấy có cá nha, cá phi.
phi nè. Bạn ơi, một cái lại vô thôi, hơn một ký cá phi luôn á. Cái lại hơn giống vô hơn ký cá phi luôn. Này đổ luôn chưa? Bắt gì được bắt nè. Quá trời à. Cái cứng là cá phi luôn. Đổ cái nhìn cá phi nè. Hết biết chưa? Thôi, mình đi tiếp. Cái lóc bự bự rồi. Khui. Cái lóc gì không có lóc bự. Đây. Dùng con lóc micro. Dùng bắt luôn. Thì phải giật cái miệng lờ trước đã. Dạ. Cá này để thôi. Cá này. Mình giật miệng túi chứ. Đây. Cá lóc nha. Cá lóc cũng chậm đó, không bự không nhỏ đâu. Mình vô 5-6 cái rô luôn. Để cho bắp bự trong cái lờ luôn. Mà kệ nó đi. Wow. Đây à. Ê. Nước dễ dàng luôn này, chắc có cá nè. Hui. Một con cá lóc nha. Lóc cũng khá to đó. Đây nhưng mở cái túi ra đi. Thằng này bắt cái lóc bỏ vô. Này. Quậy dữ. Con này tầm 300 gram gì. Thì trời cũng gần sáng rồi cô chú anh chị mình nè. Nhưng còn mấy cái lờ nữa xong rồi. Sao vậy sao
càng khô vậy, khui cái này. Trời ơi, ba con cá lóc khủng luôn nha cô chú anh chị mình, nằm im re luôn nha. Rồi, ba con nào hơn ký, trời ơi. Các bạn cá lóc này khoái rồi đó. Đây bắt nhiều quá, cá lóc bự rồi, giờ cô chú chị xem nha. Con này cầm là quàm tay luôn đó. Wow. Trời ơi, khủng chưa. Cá này chắc có hơn nửa ký. Nhảy. Từng từng. Con này cũng hơn, chắc hơn 3 lạng. Này có 4 lạng. Con này cũng tầm đó luôn nha, cũng 4 lạng. Có đã. Cái sạc thả cái đó coi. Nhưng còn hai cái này đặt ở giặt bên đó đấy nha. Để vô nha. Chứ là qua đó luôn. Cái dương này dương tâm đắc của này thấy cái này lắm. Cái này bữa hôm đặt hết. Cái địa hình nó rất là ngon luôn á. Không biết sao. Rồi nhưng mà nó rất là không có con nào luôn. Thì là mà hôm nay cái nó không dính thì ngày mai nó sẽ dính nha. Chứ vừa thăm hết mấy cái lời nha. Để tí nữa ra ngoài cái vỏ đổ ra vô quay cái thành quả cho chú anh chị mình xem nha. Chứ giờ mệt quá tao thấy nổi luôn. Thì trời cũng sáng đó cô chú anh chị mình, thì Dương thăm nãy giờ cũng được mớ, thì Dương sẽ đổ ra qua cho cô chú anh chị mình xem cái thành quả nha. Để Dương đổ nó ra quay vô cái vỏ nha. Thì cá phi nãy giờ Dương không cầm theo. Cá lóc chứ cá lóc nãy giờ Dương thăm nha. Nó cá lóc khá khá trọng đó nè. Này được nhiêu này. Thì chắc cũng tầm 3 mấy 4 kg. Rồi giờ Dương sẽ quay về nha. Thì đây là cái thành quả của Dương từ hồi sáng giờ thăm ra lại nha. Wow. Đây cá khủng nha. Wow, biết chưa, con này bự nhất luôn á. Được mới cá phi giặt mấy ký cá phi với mới cá rô vậy đó, cá sặc. Rồi Dương bye bye cô chú anh chị nha, hẹn cô chú anh chị bây giờ sao nha, thế này đi thăm đầu cổ gì buồn nhụy chân à.